ty cũng là hơi xong rồi nha, là hơi hoạt động ở Đài Loan là hơi của Mỹ nên nó chuyển hàng hết qua Việt Nam này các bạn. Đó. Chuyển hàng hết qua Việt Nam. Trung Quốc trốn thuế Mỹ nha. Chuyển hàng hết qua Việt Nam. Ngày về 5-6 công nha các bạn. Lào coi cúng khai trương. Thank you.
tiền vàng bạc dữ à. Ghê. Dày lắm nha bạn. Hết cái cục giấy tiền vàng bạc rồi. Này đốt mà. Cây bánh ngọt trái cây giấy tiền vàng bạc đi có con gà tiền vàng bạc của nó mà nó chắc lên chắc cả mét. Chưa tới giờ đốt nhang sao
xuống đốt nhang.